là cái nguyên do vì sao mà chị ăn chồng để đánh? Tại vì lúc đó là em mở cái mà Facebook lên, xong rồi em thấy mọi người mà ở Sài Gòn, Bình Dương rồi đi về quê á, đi về miền Tây á, cái em mới nhớ đi, em nói là em mới ngồi xong rồi cái rồi em mới nói là nhỏ lớn chưa, bây giờ mà ăn Tết xa nhà mà giờ thấy người ta về miền quê á, mình nhớ nhà, bắt đầu ngồi khóc, ngồi tự khóc mình. Xong cái chồng mới hỏi là giờ là em muốn về quê ăn Tết không? Thì mình cũng tình thật là mình muốn về quê ăn Tết, thì nói là có em muốn về. Rồi cái nào chồng đi ra chặt cái cây, đi ra chặt cái cây xong rồi đầu cứ nghĩ là đi đâu không, không nói chân vô, bắt đầu nói đánh nó là điệp mẹ mày, mày mới ra mày mới có 10 ngày rồi bây giờ mày đòi về quê. Rồi đầu cứ thấy là đánh, xong lúc đó đánh em cũng bất ngờ lắm. Thì cứ nghĩ như là chắc là cho về nên là mới hỏi vậy. Thì em thật sự là em nghe nói thì em cũng mừng, em cũng nói rồi xong rồi ông bà nhà chồng đó kế bên nhà với bạn chồng nghe thấy đánh thì nghe em la, em mới chạy qua thì bắt đầu là ông bà la, ông bà căng hay nói là ông có cho đánh được, có gì thì cũng nói chứ không được đánh, thì xong thôi chồng không đánh được. Dạ, là từ đánh là đầu đó là quen em thôi, cũng xuống rồi hả chị? Không, chỉ là đánh lần đó thôi rồi xong rồi thôi. Lúc mà chồng chị ra tay với chị á, là thấy là đang xỉn hay đang bệnh chị? Tỉnh, đang bình thường, đang rất bình thường, đang nói chuyện bình thường như này nè. Dạ. Mà chị và anh có cãi nhau trước đó không? Không. Đó là lần đầu tiên là nhớ hoài luôn, không bao giờ quên luôn. Mới về chồng nhà chồng 10 ngày thì đúng rồi. Xúc rồi ha. Rồi lúc đó là người nhà của chồng chị là thấy là càng ngăn và không cho chồng chị đánh tiếp tục. Đúng rồi. Khi mà chồng chị đánh chị vậy chị có kháng cự hay là đã hét gì? Chỉ có la thôi à, chỉ có la kiểu như khóc á. Mà không có chống cự lại luôn? Không, không có đánh lại, không có làm hết gì. Khóc khóc rồi xong rồi bắt đầu nó là đừng có đánh gì đó. Dạ rồi. Nói chung cũng bất ngờ, tự nhiên đánh bất ngờ. Dạ, chị có tiết lộ thêm một chút nữa là hai người khi mà bà sống chung với nhau là mình có đi đăng ký kết hôn? Có đi đăng ký kết hôn. Dạ. Mình hiện tại mình được mấy cháu chị? Hiện tại thì là em với lại chồng em là có một bé trai là 17 tháng, hiện tại đang sống ở An Dương với là bà nội. Cũng như lại giờ em đang mang bầu 7 tháng rưỡi. Tức là có hai người con ha. Đúng rồi. Một bé là khoảng 17 tháng thì đang 17 tháng đang ở với bà nội với là em đang mang bầu. Dạ. Rồi bây giờ em hỏi là về những cái kết quả như ngày hôm nay nằm giờ thì đi về tại quê nhà được mấy ngày rồi? Em về chính xác là hôm nay nó là ngày thứ qua. Dạ, mình đi về bằng phương tiện. Dạ, lúc em đi về thì ở Hải Dương á, em đi ra sân bay Cát Bi thì ông anh chồng đưa cho cái xe máy là chồng chở đi ra sân bay. Rồi xong thay cho chồng bắt vé máy bay đi về Sài Gòn. Từ Sài Gòn em mới đi xe về. Tức là mình đi về là mình trốn về hay là mình đi ba chồng mình biết rồi? Lúc mà ở mà Hải Dương á, đi về tới Sài Gòn thì đi cùng chồng. Dạ. Còn từ Sài Gòn đi về đây thì là trốn chồng. Trốn chồng về đúng không? Đúng rồi, trốn về. Căn lúc mà ổng sơ hở trốn về. Đúng rồi, căn lúc sơ hở trốn về. Lúc là đang cãi nhau ở Sài Gòn. Dạ, chị trong khoảng thời gian mà chung sống với nhau hơn gần 3 năm giờ là chị thường xuyên hàng ngày đúng như vậy? Thời gian đầu không có, nhưng mà khoảng 1 năm rưỡi trở lại đây thì đánh đập nhiều, hành hạ nhiều. Mà cái lần cuối cùng mà ngày hôm nay em thấy trên mặt chị vẫn còn những cái thương tích đó, là cái lần mà tôi là ác liệt nhất đúng không chị ha? Dạ đúng rồi, là cách đây khoảng 10 ngày. 10 ngày là, 10 ngày. Là lấy cái gì mà tác động vào cái mặt chị thấy là... Cái này á, là do lấy cái móc mà máng quần áo, phơi quần áo á. Wow. Rồi xong rồi bắt đầu kéo thẳng ra, ấy thẳng ra rồi đưa vô bếp ga mini. Rồi dí vô mặt hơi lửa. Dạ. Dí. Bây giờ chị quay qua bên kéo vô trong cái thương này. Luôn. Rồi còn đánh vào những cái chỗ nào đúng không chị? Nói chung là từ ở trên người xuống tới chân luôn, chỉ có cái bụng là không bị đánh. Dạ, có con ha. Dạ, có con là cái bụng bị đánh. Em bị hơi lửa là tai nè, vai, rồi phần ngực, rồi đùi, rồi phần lưng. Nói chung là cái lưng em thì bây giờ nói chung là nó kín hết rồi. Cứ vết cũ, vết mới chồng lên vết cũ, vết mới chồng lên vết cũ là kín lưng. Rồi. Cái lần này là cái lần cuối là nó nhiều như vậy hay là những vết thương cũ lần trước? Những vết thương cũ cũng nhiều, nhưng mà có lần này là nhiều nhất là em bị hơi kính mặt luôn. Hơi kính mặt? Hơi lửa nè. Hơi đúng rồi, đốt lửa hơi. Wow. Nè, rồi trên chán rồi, nói chung là hôm nay là nó đã chóc mài rồi, nhưng mà vẫn còn thèo. Chị Nhiên bên kia giùm em, bên kia là tròn rồi. Hai bên bằng tí.
cái dây phơi đồ mà vô có cái nhà cái móc đúng rồi, cái móc, cái móc phơi quần áo, cái móc phơi quần áo của chị. Cho em hỏi thêm một chút nữa là khi mà quen nhau á, chị có phát hiện cái tính của anh nó cũng khôn vậy không? Không có phát hiện ra luôn không? Lúc quen, lúc về sống thời gian đầu thì cũng không có phát hiện ra, nhưng sống dần dần thì bắt đầu mới lòi ra cái tính cũng ngọt ngào ha chị ha. Mới đầu là ngọt ngào ha, sau đó về mới biết là cái ngọt ngào đúng rồi, sống dần dần rồi bắt đầu mới lòi ra cái là tính xấu là đến vợ. Chị cho em hỏi gì sao mà dẫn đến cái sự việc mà cái mặt của chị bị hành hạ như vậy, có làm gì sai đối với không? Là do đi vay tiền không được. Chị đi vay tiền hả? Đi vay tiền như là cầm điện thoại ở nhà, cầm điện thoại xong đi thì gọi điện về cho ba mẹ anh chị em, rồi cô dì chú bác với những người thân, những mối quan hệ của em có em vay tiền. Nếu như mà em vay tiền có tiền thì em không bị đánh, còn nếu như mà em vay tiền không được thì bắt đầu là nói là em lừa đảo, rồi xong rồi bắt đầu là em bị đánh. Vay tiền với mục đích gì? À, kinh tế gia đình. Dạ. chi tiêu siêu kinh tế gia đình. Nếu ban đầu rằng cái cuộc sống của gia đình mình nó có ổn không? Nói chung lúc đầu thì cũng ổn, tại vì lúc đầu thì em chưa mở quán á, thì lúc đó là cũng ổn. Rồi sau em mở quán rồi dịch bệnh á, rồi em cứ mở quán ra xong rồi đầu lỗ và đóng cửa, rồi xong rồi từ kinh tế mới khó khăn. Rồi chồng em mới bắt em đi vay tiền. Đi vay tiền về để trang trải. Thì trước khi mà đến với nhau á thì anh ấy làm nghề gì chị? À, lúc trước á thì có nghe bạn giới thiệu là nói là anh là chồng chị là đi hàng sách tay nhập hàng. Nhưng mà từ lúc mà quen á thì nghe dịch bệnh nên là không có đi, là chỉ ở nhà, đến nay là ở nhà không có làm gì. Tức là trước đó là chị chồng chị vẫn làm ăn ha? Đúng rồi. Rồi cho em hỏi nè, rồi khi mà chồng chị trốn về thì chồng chị biết, rồi chồng chị có kiếm chị từ bữa giờ không? Nói chung là từ hôm bữa về đây tới giờ thì là số điện thoại rồi là em cắt liên lạc hết, em bỏ hết, nên là người chồng em cũng chưa có về đây để tìm em, mà cũng em cũng không biết là có kiếm em qua điện thoại hay không, em cũng không biết. Nói chung là Facebook em khóa, rồi Zalo, rồi tất cả là em khóa hết lại, sim điện thoại em cũng không xài luôn, em không xài gì hết. Mỗi lần bảo anh thì anh có những cái lời lẽ hay là cái gì đó để mà cũng là thăm dò gì không? Có, mỗi lần mà đánh mà chửi là cứ nói là tao cho người về nhà cắt tiết bố mẹ mày rồi hả, tao cắt cổ bố mẹ mày, cắt con mày rồi hả, em mày đầu ra đầu, tay ra tay, chân ra chân, rồi hả, tao treo ở cổng rào, còn nếu như không hả, tao chích sida hả, cho cả nhà mày hả chết trong nhà. Thì em ở đây có một cái điều thắc mắc như vậy nè, thì trong khoảng thời gian 3 năm đó thì chị bị những cái chặt đầu như vậy, thì tại sao chị không báo cho bên công an người ta can thiệp? Tại vì ở đó nói chung là về đó làm dâu ở đó nhưng mà không có được đi đâu hết á, suốt ngày chỉ là loanh quanh trong nhà thôi. Là chứ chị nói chị có bán quán mà đúng không? Có bán quán nhưng mà lúc bán quán đó là không có bị đánh. Dạ. Là sau này hết bán quán rồi. Đúng rồi. Không có tiền nữa là bắt đầu. Là đúng rồi, là không có bán quán nữa, xong rồi trả quán là bắt đầu là về nhà, là bắt đầu là khoảng 1.5 năm trở lại đây đó. Là bắt đầu là đi vay tiền mượn tiền. Bắt đầu là từ đó bắt đầu là mới bị đánh nhiều. Rồi theo như ý chị nói là chúng ta chị về dưới Hải Dương làm dâu như là bị tù giam lỏng vậy thôi. Nói tù giam lỏng thì nó quá rồi. Tức là không cho ra ngoài. Nói chung là không có dùng từ tù giam lỏng được. Nói chung là chỉ ở lanh quanh trong nhà thôi, không có đi ra ngoài, không tiếp xúc với người ngoài. Không tiếp xúc với người ngoài đâu. Ở xóm như này, xung quanh xóm bà con dòng họ, xóm là cũng không có được đi qua lại với ai, không được phép nói chuyện với ai hết. Bố mẹ và những người thân của chồng chị có ở gần mình không? Có, thì nói chung là người nhà thì nói chuyện bình thường, tại vì ông bà ở cùng. Ông bà còn rất thương chị đúng không? Đúng rồi, ở cùng là cũng như là ở ngoài cổng, xong bước vô là tới nhà chồng chị, rồi tới anh chồng, rồi tới bố chồng, cũng như là nhà chắc sắc nhau. Đó là em chỉ được tiếp xúc với những người trong nhà thôi. Sao mà để hàng ngày là 3 năm rồi đến giờ cái thời gian còn nhìn thấy nhiều lắm. Những cái đặt như vậy là biết là bị bạo hành nha. Cái này là thẻ cũ, thẻ này là cả năm rồi. Rồi xong đó là đánh.
đánh mỗi lần đánh thì chói tay chói chân lại, cởi hết quần áo ra rồi bắt đầu đánh, nhét dẻ vô miệng. Chói tay chói chân gì lại luôn hả? Đúng rồi, tay thì chói ngược về phía sau nè, chân thì chói lại rồi nhét dẻ vô miệng. Là lúc đó là ở Hải Dương hay là gì Sài Gòn rồi? Ở Hải Dương. Rồi chị lúc mà khi mà chồng chị đặt như vậy con chị đã thấy rồi. Con chị rồi, nó mới đó là, nhưng mà nó nhỏ quá, nó mới 17 tháng rồi. Xong đó là có lần đánh chị á, là dùng dây làm con điện á đánh nó, rồi bắt đầu chị lấy tay chị đỡ là chị bị sụt một khớp xương này. Trời ơi. Nhìn cái mà cái tay là sụt một khớp khớp xương này. Bây giờ là tay chân này cũng có thể là nó không còn xương. Nói chung ngoài không có còn chỗ nào mà không có đánh luôn. Đúng rồi, chỉ có mỗi cái bụng thôi. Nói tóm lại là cái lý do mà chồng chị bạo hành trong suốt 3 năm vừa qua là chẳng qua là chị mượn tiền không được. Đúng rồi, lúc mà mượn tiền đi vay tiền không được đó thì bắt đầu là đi đánh. Còn ngoài ra bất kể một lý do nào khác như là trai gái hay là chị hay là không có vẫn chung thủy với chị thôi. Đúng rồi. Thí dụ một bên cho em hỏi riêng, có thể chị trả lời cũng được, không trả lời cũng được nha. Sau những trận đòn ấy thì hai vợ chồng có cũng mà hòa với nhau hay là mỗi người mỗi nơi? Không, vẫn bình thường. Tức là khi mà mỗi lần khi đánh xong là anh có nói gì chị không? Không, mỗi lần đánh xong thì nói chung là không có như đánh xong rồi thôi là vẫn nói chuyện bình thường, chứ không có được mà phép mà giận hờn hay là này kia nào. Nếu như mà em mà có động thái gì mà giận hờn hay là em cũng sẽ bị đánh. Không được quyền. Tức là muốn sợ vẫn nói bình thường với chị luôn. Đánh xong rồi vẫn nói chuyện bình thường. Chị cũng là phải là không được giận hờn luôn. Đúng rồi, nhiều lúc mình cũng tức, mình cũng muốn nói nhưng mà cũng không dám nói, là cũng vẫn là nói chuyện anh em bình thường, không có dám giận, không có dám hờn, nói chung là không có dám biểu hiện gì hết. Trời ơi, thấy có cái trường hợp này không cho luôn. Đó là người đàn ông mình biết là chị đã giải thưởng. Em còn quên hỏi chị nữa, từ bữa giờ chị khi mà chị về đây chị có đi khám sức khỏe của mình chưa? Chưa, em chưa có đi. Không, em hỏi về khám cái thai trong bụng. Chưa, em chưa có đi, ngày mai là đâu thôi em mới đi. Tại vì em về xong rồi thứ bảy chủ nhật ngày em đi ra bệnh viện á, thì bệnh viện nó không có ấy, nên là ngày mai em mới bắt đầu đi khám, với lại em đi kiểm tra cái xương này. Trước mắt là theo em khuyên là chị tính là kiểm tra cái thai của mình thôi. Và nhiều khi mà có những cái trận đầu thì nó bị chấn động. Với lại là chồng em đánh em á, là còn dùng cái cục sắt ở nguồn thang á, mà đánh vô chân em nè, đập vào chân em nè, giờ nói chung là nó nhức, bây giờ chân em là nhức. Em nói là nó là vết thẹo này, chồng cái vết thẹo kia là nó chung là chính mùi em luôn à. Đây là mấy cái này là vẫn còn sưng nè, là do là dùng cái cục sắt nó đánh á, chỉ nhức bầm tay chân này là vẫn còn nhiều lắm, hết hai bên đây là bị thui lửa rồi. Hầu như là những trận đó là bị tỉnh táo hết. Đúng rồi, tỉnh táo hết, không có rượu chè, không có gì. Dạ, anh này cái tinh thần anh bình thường. Bình thường, không có gì hết. Nhưng mà bình thường, con người bình thường thì cái tấm khí anh như thế nào? Nói chung là lúc cũng vậy á, cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà chỉ có một cái là mượn tiền không được thì bị đánh thôi. Bắt được số tiền lớn không chị? Nói chung mượn bao nhiêu cũng được, miễn mượn có tiền là được. Để xài nữa ha, cho chảy đúng không? Lúc trước á thì không có chuyện mà dính vô chơi game á, thì đòi đỡ. Sau này chơi cái game gì, game online gì đó, chỉ biết là game online thôi chứ không biết là game gì. Đó, có tiền thì nạp vô chơi. Rồi sau này không có tiền á, vay mượn không được tiền á, thì bắt đầu bị đánh nhiều. Game thì nó có nhiều thể loại, một là chơi game cái đi cảnh này, là còn hai chơi game online về vấn đề là cờ bạc. Không, cái đó thì em không biết, em chỉ biết là nạp tiền vô chơi online thôi chứ em không biết chơi cái gì. Là chồng thì bấm game suốt ngày luôn. Nói chung là không phải chơi suốt ngày, cũng như là lúc nào nó thích thì nó chơi, nó không thích thì nó cũng bình thường, nó không chơi. Game mỗi lần thằng chó có chơi cũng cấm gì? Không, không có chơi, chất kích thích, chất cấm, không có chơi, không có sử dụng mấy cái thứ đó. Nói là mà ý kiểu thì bây giờ cái gì mà nói chị cái gì đánh chỉ xong mà còn e dè mà cắt tiếp này kia. Đúng rồi, mỗi lần mà đánh thì cứ nói là nếu như mày mà điện về người nhà hay là ai mà biết cái trong này trong nhà biết cái là sẽ giết tất cả nhà ở đây. Thì trong suốt cái khoảng thời gian lúc đó thì có hay tâm sự với cha mẹ ruột của mình không? Không, đâu có được điện thoại nói chuyện đâu. Như có nhớ ba nhớ mẹ hay là như thế nào cũng phải gán gắng làm chịu đựng, không có dám nói.
cái này em xin lỗi chị nha, cái này thật sự là em thấy theo quan điểm của em á, cái này không phải chị đi làm dâu nữa, phải là chị đi ở đợ, cái này em xin lỗi trước. Tại vì không có cho liên lạc với cha mẹ. Mỗi lần mà điện thoại liên lạc về nhà, về gia đình là mượn tiền. À, được. Đúng rồi. Trời, việc chính là điện thoại về nhà ba mẹ là chỉ được của bé mượn tiền. Nếu như có tiền thì ấy, nếu như không có tiền thì chửi. Bắt chửi hết. À, đi chửi ba, chửi mẹ, chửi anh, chửi em, chửi dòng họ của bán, nhưng mà những người quen biết á. Người nào cho mượn tiền thì thôi, còn người nào không cho mượn tiền thì chửi. Ban đầu em mới đầu em tưởng á, khi bạn coi em tưởng là chị bị bạo hành, chồng chị ghen chứ không phải là vậy, chẳng qua là cũng chỉ vì tài chính. Đúng rồi, vấn đề tài chính thì vay mượn tiền không được gắn gì đâu. Bánh giả mang rồi. Cái điều đáng tiếc nhất là đang mang bầu mà bị chạy á. Tình vợ chồng cùng lắm mà có cãi nhau hay có bột cặt nhau cùng lắm là 1, 2, 3 pha bằng chân tay là cao lắm rồi mà cũng không ủng hộ nó gì mà dùng những cái vật như thế này mà tác động vào người phụ nữ. Sau những lần đòn và thời gian kéo dài như vậy, động lực nào khiến chị mà từng cố gắng mà sống như vậy chị? Với lại là cái động lực của em hiện tại bây giờ là con em với lại gia đình ba mẹ nó đây. Tại vì em nói đó, em suy nghĩ là giờ ba mẹ mình cũng lớn tuổi cũng già rồi, dù cho có cỡ nào thì ví dụ như mình có chết hay là mình có như nào mình cũng phải về quê mình gặp ba mẹ mình. Nói chung là em cũng phải cố gắng, em cắn răng chịu đựng tới ngày nay để em được về với gia đình. Kể từ khi mà ở rảnh là chị nhớ là bao nhiêu trận để mà tới thời gian này là bao nhiêu trận đòn rồi mình làm sao nhớ hết? Không nhớ hết. Có khi một ngày bị 2 lần, 3 lần, có khi đến 3, 4 lần. Chỉ có những trận mà như chung là nó dạng nó căng thẳng quá thì mình phải nhớ rồi, đúng không? Đúng rồi. Rồi khi mà chị trốn đi như vậy á, chị có lo sợ cái trường hợp mà chồng chị mà lỡ phát hiện mà bắt chị về lúc mà chị trốn về thì sẽ bị có nguy chứ. Tính mạng. Có chứ. Chị có suy nghĩ đó không? Có sợ chứ, sợ lúc mà mình trốn đi rồi mình bắt lại là mình không có còn mạng để về được tới nhà. Nhưng mà nói chung là em về được tới nhà như giờ được ngồi nói chuyện với lại mấy anh, nhưng mà về là ba mẹ như là em chết thì sống lại, giống như là ông bà em trước trước có tâm tu á, nên em mới được trốn, em mới được về tới gia đình em. Tuy là bây giờ em về em không có được như trước, tại vì lúc em đi sống với chồng em á thì em không có phải như bây giờ. Còn bây giờ em về á, nói chung là em còn cái mạng á, em về nhà là em đã cảm ơn trời, còn cảm ơn ông bà tổ tiên nhà em mình đã che chở cho em. Trước khi về chị có ai hỗ trợ cho chị không hay là chị về tiền nào? Lúc ở Hải Dương á, em đi về á thì em về bằng máy bay, lúc em cũng không có tiền, là mẹ chồng cho mượn tiền là hai vợ chồng bắt vé máy bay đi về Sài Gòn, là em nói về Sài Gòn em vay tiền. Em đến từng nhà em vay tiền đó, như người ta không cho em vay nhiều thì em sẽ vay được là 500, 300 một triệu, rồi xong đó là em sẽ đưa tiền cho chồng em, rồi xong đó là chồng em mới đi cùng với em đi vô Sài Gòn vay tiền. Rồi đến khi vô Sài Gòn xong thì em mới qua chỗ làm cũ của em hồi xưa em vay, thì em mấy người đó thôi, nó đi làm ở đó nên là em mới được trốn ra ngoài, tại vì em với chồng em cãi nhau, chồng em nói là đi đến từng nhà vay tiền mà tại sao giờ đến chỗ làm ngày xưa. Rồi chồng em còn có chửi em, nói là mày là đồ lừa đảo, mày nói mày đến từng nhà mày vay tiền sao mày bây giờ mày lại chỗ làm ngày xưa của mày vay tiền, bộ hồi đó mày quen thằng nào ở đây mày giờ mày muốn quay lại đây mày gặp nó để mày chịch nhau với nó, mày lấy tiền mày gửi gì cho thằng bố con mẹ mày hả? Là chửi em ở ngoài đường luôn. Rồi xong á, bắt đầu á, nói là tao cho mày trong vòng 1 tiếng, nếu như mà mày không bóc vé máy bay cho tao về, mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ cắt tiếp mày. Đó, tao cho người về nhà cắt cổ ba mẹ mày, rồi hả con mày, rồi em mày, cắt tay ra tay, đầu ra đầu, chân ra chân, tao treo ở cổng nhà mày, còn không tao chích sida. Tao cho trễ nhất đó là tới 7 giờ tối nay là tao cho em của tao về nhà mày xử hết gia đình nhà mày. Rồi xong á là còn nói là mày nhớ cái vụ á mà giết người ở Hải Dương mà giết hết gia đình mà 6 người đó, là tao sẽ giết gia đình mày y như là vậy luôn. Là đúng rồi. Rồi xong á em mới nói thôi vậy thôi anh cho em mượn điện thoại đi, tại vì em là với chồng em là em không có xài điện thoại, chồng em xài trò xanh đó thôi, vậy cho em mượn điện thoại đi để em vay tiền. Rồi đó vay tiền xong rồi mua vé máy bay em với anh đi về. Rồi chồng em mới nói á, mày quỳ xuống á, mày lỗi hết cái con mày quỳ
con đường này nè, rồi á mày gặp thằng nào á mày gạ mày chụp nhau với nó rồi mày lấy tiền á mày đưa cho tao, mày mua vé máy bay cho tao, chứ không là tao giết mày. Rồi xong dạ chửi em ở ngoài đường luôn. Rồi xong em nói thôi anh thân cho em mượn điện thoại đi để em đi vay tiền. Thì chị thì lúc nào chồng em mới đưa cho em cái điện thoại, mà chứ chồng em nghĩ là em đi vay tiền nhưng ngoài là em đặt gác, em đặt xe gác. Rồi chồng em mới bỏ đi một trước là cách em khoảng 100 mét, rồi em ở phía sau là em điện thoại xe gác. Nhưng mà nói chung là cũng may mắn là lúc em đặt xe gác là có cái em xe gác đó là ở gần đó luôn, kế một bên luôn. Rồi đến khi chồng em á chắc cũng thấy em điện thoại nói chuyện, nhưng mà cứ nghĩ là em suy nghĩ nha, theo em suy nghĩ là chồng em nghĩ là em đang nói chuyện với lại mấy người vay tiền thôi chứ không nghĩ là em đặt xe em đi. Rồi xong bắt đầu là xe gáp nói là em lên xe em đi thì em có nói với lại cái em xe gáp là em ơi em chạy nhanh nhanh hộ chị à, để chồng chị bắt lại chị với bắt được chị lại, mới là chồng chị đánh chết. Rồi cái em xe gáp đó mới có nói, nó có nói là chồng chị với chị hả à, chị bị chồng chị đánh hả đánh nha ra chị bị cãi nhau chồng hả nó em chạy nhanh nhanh hộ chị đi. Rồi xong cái em xe gáp đó nói chung là cũng nhiệt tình là chạy là bất chấp đèn xanh đèn đỏ như là chạy, là em không dám quay đầu nhìn lại, là em không biết là lúc em lên xe là chồng có nhìn thấy hay không, em không biết luôn. Đó là thấy là khó rồi. Đúng rồi. Không dám quay lại luôn. Không dám quay đầu nhìn lại luôn. Không nhận chị cũng có một cái gì đâu.